Mô tô cổ điển Honda CB1100RS giá hơn 500 triệu tại Việt Nam. Mẫu mô tô cổ điển Honda CB1100RS đời mới được thay đổi màu sắc ở một số chi tiết bên ngoài, đi kèm mức giá hơn 500 triệu tại Việt Nam. Hiện nay, làng mô tô thế giới đang quay trở về xu hướng xe cổ điển, bên cạnh những kiểu dáng thuần cổ điển, các hãng xe còn tạo ra các phiên bản biến tấu, đơn cử là dòng xe Retro Sport tại Việt Nam. Dòng xe Retro Sport chưa thật sự thịnh hành, nhưng vẫn có một vài cái tên đáng chú ý như Honda CB1100RS Triumph Speed hay Kawasaki Z900RS. Những chiếc Honda CB1100RS đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2017 thông qua đại lý tư nhân. Sau 3 năm, CB1100RS nhận được một số thay đổi đến từ màu sơn ngoại thất và các chi tiết dù được bổ sung các yếu tố thể thao. Honda CB1100RS Retro Sport vẫn là mẫu xe mang đậm chất cổ điển với đèn pha tròn, bình xăng hình giọt nước yên xe phẳng. Các bộ phận như giảm sóc trước, sau, kẹp phanh trước màu, vàng trên CB1100RS đời cũ đều, được đổi sang, màu sơn đen trên đời mới. Bên cạnh đó, đường sọc ngang trên bình xăng, được chuyển sang kiểu sọc dọc, các chi tiết màu bạc ở lốc động cơ cũng, được sơn đen. Tổng thể, chiếc CB1100RS trở nên liền lạc hơn với tôn, màu đen bạc. CB1100RS có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2180 x 800 x 1100 mm. Chiều dài cơ sở 1485 mm. Khối lượng ướt của CB1100RS đạt mức 252 kg, chiều cao yên 795 mm dù chiều cao yên thấp hơn cả chiếc tay ga Honda SH 799 mm. CB1100RS vẫn rất khó khăn để xoay sở khi cân nặng xe tương đối lớn. CB1100RS chỉ nhẹ hơn khoảng 40kg so với chiếc Power Cruiser Triumph Rocket 3R có dung tích động cơ lên đến 2.500cm khối. CB1100RS sử dụng bộ khung sườn ống thép đôi Double Steel Cradle. Khung sườn này gồm hai khung phụ, được bố trí dạng tam giác giúp chiếc xe vận hành vững chãi hơn dù trọng lượng xe khá nặng. Bộ khung sườn này có thể mang vác khối động cơ dung tích lên đến 1.600 cm khối. Cụm đồng hồ trên CB1100RS vẫn là dạng analog cổ điển với đồng hồ tốc độ và đồng hồ vòng tua riêng biệt. Tuy nhiên, Honda còn bổ sung thêm một đồng hồ điện tử ở giữa để hiển thị các thông số như mức tiêu hao nhiên liệu, cấp số, đang gài, số km vận hành và các cấp sưởi ấm tay lái. Bình xăng của CB1100RS kiểu giọt nước nhưng được khoét vào hai bên, làm chiếc xe trông cơ bắp hơn. Thiết kế bình xăng này còn được bắt gặp trên chiếc CB1000A. Với dung tích 16,8 lít, bình xăng này có thể cung cấp quãng đường di chuyển đến gần 300 km theo công bố của Honda. Là mẫu xe cho những thị trường có khí hậu lạnh, CB1100RS được trang bị hệ thống sưởi ấm tay lái tính năng thường thấy trên các mẫu Touring. Và rất hiếm khi được trang bị cho xe cổ điển. Hệ thống sưởi ấm tay lái trên CB1100RS có 5 cấp độ. Được điều chỉnh bởi nút bấm ở cùng công tắc bên trái. CB1100RS được trang bị hệ thống phanh đĩa đôi, kẹp phanh Tokiko 4 piston ở phía trước và phanh đĩa đơn, kẹp phanh Nissin ở phía sau. Xe được trang bị công nghệ ABS cả hai kênh. Hệ thống giảm sóc trên CB1100RS đều đến từ thương hiệu SOA với giảm sóc ống lồng đường kính 43mm ở phía trước và giảm sóc đôi ở phía sau. Cả hai giảm sóc đều có thể điều chỉnh tải trọng. Khác với phiên bản CB 1100X sử dụng vành nan hoa 18 inch, CB 1100RS sử dụng vành nhôm đúc 10 chấu 17 inch. Bao bọc bên ngoài là bộ lốp Bridgestone kích thước 120/70 ở phía trước và 180/55 ở phía sau. Do bộ mâm kích thước nhỏ hơn CB 1100X, khoảng sáng gầm của CB 1100RS giảm đôi chút chỉ còn 130 mm trên CB 1100X là 135 mm cung cấp sức mạnh cho CB 1100RS vẫn là khối động cơ DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.140 cm khối sản sinh công suất 88,5 mã lực tại 7.500 vòng một phút và mô-men xoắn 91 Nm tại 5.500 vòng một phút hệ thống ống xả của CB 1100RS được bố trí dạng 4-2-2 tức là 4 cổ ống xả ra hai ống trung gian rồi kết thúc ở hai ống xả ngoài việc mang đến âm thanh êm ái hơn Kiểu bố trí hai ống xả đối xứng giúp gợi nhớ đến những mẫu xe trong quá khứ. CB1100 là dòng xe mang phong cách cổ điển của Honda. Mô phỏng kiểu dáng của những chiếc xe phổ thông ở Nhật Bản những năm 1970, Honda khai sinh CB1100 vào năm 2010 để thay thế cho CB750. CB1100 được phân phối tại một số thị trường như Nhật Bản, Australia, New Zealand, châu Âu và Mỹ. Phiên bản CB1100RS được ra mắt cuối năm 2016, và cập bến Việt Nam, vào đầu năm 2017, CB1100RS là phiên bản thể thao của CB1100 với mâm đúc. Trục cơ sở ngắn hơn, hệ thống giảm sóc to hơn. Hiện tại, CB1100RS đang được phân phối bởi đại lý tư nhân với mức giá hơn 500 triệu đồng, nếu xét về giá, và động cơ, đối thủ của CB1100RS tại Việt Nam hiện tại có thể kể đến là Triumph Bonneville T120 1200cm khối 570 triệu đồng. Nếu xét về kiểu dáng Retro Sport, CB1100RS sẽ đối đầu với Triumph Speed Twin và Kawasaki Z900RS. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.